mình là Phạm Trần đây. Hôm nay mình sẽ quay về buổi live stream trực tiếp trận đấu giữa Bạch Sa sang đấu với Yên Lâm. Xã Yên Lâm, đội áo xanh kia là đội của Yên Lâm, mà áo cờ trần là của đội của Bạch Sa đang đấu vòng. Ôi dồi ôi, đẹp thế. Ngay đánh sân nhà mọi người ơi, không có gió nào, rất tốt, đường cầu đi rất chuẩn. Đánh cầu rất sướng, đập rất tốt, dẻo rồi, hay rồi, hay rồi. Dẻo của tay thế. Ôi dồi ôi, đẹp thế. Xem nhé, vì mình quay bằng tay hôm nay không được mang chân nên hơi rung tay một chút và không được sắc, được không sắc nét, không được nét lắm, hơi mờ. Thì mình quay bằng điện thoại, không phải không mang tay chuyên dụng nên hơi mờ thì này khán giả này xem rất đông này. Đây điểm là tại trụ sở Sài Lâm, đông lắm. Bên này khán giả nữa. Đá được rồi. 18-14. Bạch Sa đang dẫn. 19-14. Bạch Sa có Quang Hưng và Quốc Khánh. Bên kia mình chỉ biết mỗi áo anh áo xanh là thầy Vi thôi. Còn một anh cởi trần như này cũng chưa biết tên thì hỏi lại. Nhưng mà đánh rất là tốt. Đánh rất là căng, hay. Ôi. 20-15, mọi người chuẩn bị xem trận tiếp theo nhé. Vì trận này xem trận này cũng vì điểm số đã 10 rồi. Có hết trận này. 16-0, 16-20. Một quả nữa. Xấu thế, vồ quả xấu quá. Ôi, cẩn thận. 80, 80. 18-20. Hay lắm, dẻo lắm. Dẻo lắm. Ôi giời ơi. 2-1. Mình ra thắng. Tôi vừa chuẩn bị xem tiếp theo nhé. Xem nhé, tiếp theo. Áo trắng tài, áo đen kỳ tài. Bên kia đội Yên Lâm, bên này đội Sa. Sa màn hình là đội Yên Lâm mọi người nhá. Và đội Sa là 1-0 điểm số nghiêng về bên đội Yên Lâm. Trận vừa nãy là đội Sa thắng. Trận này vẫn đang dẫn điểm số Yên Lâm.
đá vòng mà chạm. Mình sẽ quay ra mà khoảng 1-2 trận luôn, tí mình cũng đánh mà. Chứ mình hôm nay không được quay trực tiếp mọi người như này đâu. Tốt đấy. Điểm số 2 đều. Ôi trời, bỏ xấu quá. Mọi người xem những cái video và những clip mình quay hoặc là xem vào kênh mình xem nhé. Mình thấy hay thì thấy đăng ký ủng hộ kênh mình cho kênh mình phát triển. Và mình sẽ có động lực để đi quay các trận đấu hoặc là các vấn đề ăn uống, các ẩm thực vùng miền hoặc là vùng quê. Tất cả mọi thứ kênh mình kênh tổng hợp. Mình thấy mọi người nếu hay thì hãy đăng ký và ấn chuông bên cạnh để ủng hộ mình nhé. Còn những lúc mình đã úp video lên thì mọi người xem và chia sẻ cho các bạn của các bạn xem coi vậy. Ôi trời, ép thế. Ở là mượn đốt đấy. Ôi, sao yếu thế? Ôi, đường cầu xấu quá. Tranh nhau. Sợ ơi. Đừng tranh ô nhau. Mới đốt mày không được cầm cần quay đi, cầm tay quay mới đốt đi. Quên nó đi vội quá. Anh có mấy cái tay quay liền, tay cắm kia đẹp thật cao. Ôi. Thì mình quay nó im hơn đấy, nó đỡ rung, xem nó sẽ nét căng hơn mình cái này nó hay rung. Vội quá, gọi nhau vội quá, hôm nay đi vội. Nay là vừa lằng nhằng lại đi hồ mẹ quạt đi thóc nữa, xong là không kịp. Sang đò lại đợi đò nữa, xe ô tô sang. Tí gặp với ai nhỉ? Mình gặp với ai nhỉ? Chắc với thầy Hải à? Anh Hải tìm với em à? Hay là với ai đấy? Hai anh em mình hay là gặp với ai? À, anh gặp ai được mà nhỉ? À, đánh vòng gì? À, dạ mà thế thoải mái. Này vội quá không cầm cái chân quay đi cao vậy. Đặt lên đi xưa đỡ phải. Ừ, nó phải nó rung xem nó nét lắm. Chuyền sau cầm đi. Này vội quá. Điểm số bao nhiêu đều chưa? Bao nhiêu 7 và 2 bao nhiêu đấy? Tài yếu quá nhỉ, kê yếu thế. Ok. Kê quả đấy yếu. Đẹp thế. Góc bình chứng ấy. À ngoài à? Bình chứng ơi. Mất tập trung. Tập trung vào. Giật non quá nhỉ. Đội Lâm có cả cái phụ nữ cơ. Đấy, ngồi bên kia kìa. Xa góc xa cái áo đỏ với một chị ngồi áo đang cầm vật. Hơi xa mình đó.
này quá. Mười mười lăm. Mười sáu mười. Đang nghiêng về điểm số, đang nghiêng về Yên Lâm. Ngoài. Để cầu thôi, đánh đè cầu đi. Đây rồi, không đẹp à. Ôi. Này, vẫn bình tĩnh thế. Ôi trời ơi, vô à. 50 đồng đẹp thế. Thế hai anh em mình mạnh nhỉ? Đánh đi. Anh lên trận sau vậy. Toán ơi, đi với Mạnh à? Ờ, thì tao với lại đi, thầy Hải. Kì đánh rồi, được chạm hai không? Không được chạm, chạm hai. À, thiếu à, đúng không? Mình thừa đúng không? Mình thiếu người đúng không? Không kẹp, không hai người đánh nhau rồi, không kẹp lại nhau. Rồi, ok. Biết thế rồi nhé. Này thế giật dẻo thế. Hết. Điểm số đang thắng Yên Lâm nhá. Mọi người quan xem trận tiếp theo, trận trước Facebook 7 phút.